đón phái đoàn chùa Lâm Tỳ Ni tại sân bay New Delhi, Ấn Độ lúc 6 giờ sáng ngày 16 tháng 10 năm 2019 với tiết trời se lạnh, rất thích hợp cho một chuyến đi dài ngày. Sau khi vận chuyển hành lý lên xe, đoàn di chuyển về khách sạn Ashok Country Resort. Nơi đây tập trung tất cả thành viên gồm đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tháp tùng trong chuyến hành hương suối nguồn Tâm Linh 6 bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 do thầy Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni tại Boston, Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2019, đoàn của chúng ta đã có mặt tại New Delhi và sẽ bắt đầu hành trình chiêm bái thánh tích của Đức Phật từ Ấn Độ và Nepal. Trong chuyến hành hương năm nay gồm 39 thành viên, 7 quý thầy cô và 32 quý Phật tử. Thầy trưởng đoàn cũng đã có đôi lời gửi đến chư tôn đức, quý Phật tử như một lời chúc sức khỏe và mong muốn tất cả các thành viên có được một chuyến đi tốt đẹp và chiêm bái an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch tên chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử trong phái đoàn hành hương suối nguồn Tâm Linh 6 của chùa Lâm Tỳ Ni tổ chức. Năm nay đoàn của chúng ta đi tất cả các thành viên là được 39 thành viên, thì trong đó bên Mỹ qua thì 25 thành viên, còn ở Việt Nam qua 14 thành viên, tổng cộng là 39. Hôm nay là ngày đầu tiên, tuy là chúng ta đi trên máy bay 2 ngày rất là mệt, nhưng mà thấy gương mặt nào cũng tươi, mà ngày đầu tiên là tươi như vậy là trong suốt chuyến hành hương chúng ta rất là an lạc, hạnh phúc, phải không quý vị? Cho chàng vỗ tay đi ạ. Rất là hạnh phúc là tại vì một năm Nhuận Bình được gặp. Trong chuyến hành hương năm nay, ngoài thầy Thích Nhuận Bình là trưởng đoàn, còn có thầy Minh Trí, thầy Tâm Hiền, thầy Nhuận Bi, thầy Quảng Hùng, sư cô Nguyên Nguyệt và sư cô Đức Ân. Trong chuyến hành hương, thầy Minh Trí sẽ là người phụ trách thuyết trình về các thành tích Phật giáo cho đoàn. Minh Trí với thầy Nhuận Bình thì cũng như thầy Tâm Hiền là bạn học ở chùa Vĩnh Nghiêm thời khoảng năm 90 mấy, thì sau đó anh em mỗi người mỗi nơi. Và riêng thì thầy Tâm Hiền với anh Trí thì sang bên Ấn Độ học, thầy Nhuận Bình thì đi qua Đài Loan, sau đó qua Mỹ. Và mỗi năm thì anh em gặp nhau ở nơi đất Ấn, thì mặc dầu mọi người nghĩ rằng là trước khi đi là có những thông tin bên Ấn Độ rất là dơ, là thứ nhất. Thứ hai nữa là ăn uống không được. Thứ ba nữa là ngủ nghỉ là không có được tắm giặt. Đó, những cái thông tin đó thì Phật tử nghe xong rồi là không dám đi. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử đi theo đoàn của thầy Nhuận Bình tổ chức thì từ từ quý Phật tử sẽ trải nghiệm, từ từ mình sẽ cảm nhận nơi đất Ấn như thế nào. Và mặc dầu ở bên đây nó có những cái
thời tiết hoặc là cái phương tiện đi nó không có thuận tiện như là những cái nước khác mình đi tham quan du lịch. Nhưng riêng ở đây thì về phần tâm linh của mình sẽ tăng trưởng. Mình là người con Phật mà nay mình đủ duyên á, mình mới đi đến đất Phật. Và sở dĩ thầy Nhuận Bình chọn cho đoàn chúng ta đến điểm New Delhi, có những chuyến bay có thể đi thẳng đến Bồ Đề Đạo Tràng hoặc là nơi Đức Phật chuyển pháp luân cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà lý do tại sao thầy Nhuận Bình chọn cho đoàn chúng ta đến thủ đô New Delhi? Cái thứ nhất là mình biết thủ đô của Ấn Độ. Và cái thứ hai nữa, điểm quan trọng nhất ngày hôm nay chúng ta đi đó là đến nơi Viện Bảo tàng New Delhi. Thì nơi đó có xá lợi của Đức Phật, mà những điểm thánh tích khác chúng ta không có dịp để đi vào những viện bảo tàng để chiêm bái thánh tích. Và nơi đây là nơi thắng duyên. Và cái điểm này mình, thầy Nhuận Bình có thể nói là điểm đầu tiên mình đi tham quan ở thành phố thôi, nhưng điểm ở đây rất là đặc biệt, mình cũng không bỏ qua. Những nơi khác là mình bước theo dấu chân của Đức Phật, còn điểm nơi đây mình được chiêm bái xá lợi của Đức Phật. Thì trong cuộc đời của mình á, là mình đọc lịch sử rất là nhiều, nhưng chưa có một lần diện kiến xá lợi. Mà đây, khi một chút xíu nữa trong ngày hôm nay mình sẽ đến đó và mình sẽ cảm nhận được Đức Phật là một nhân vật lịch sử, mình là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật là một con người sự thật. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có nhìn thấy thân sắc vàng của Đức Phật, nhưng mình chiêm ngưỡng thấy xá lợi từ thân tướng của Đức Phật còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và trên đoạn đường đi trên xe thì chúng tôi sẽ giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ xá lợi của Đức Phật. Nơi đầu tiên đoàn đặt chân đến đó là Khải Hoàn Môn, khu tưởng niệm nằm gần bờ biển, đằng sau bến tàu du lịch. Đối diện khách sạn Taj Mahal uy nghi tráng lệ, được xây dựng vào năm 1931. Nó còn có tên là Bia kỷ niệm chiến sĩ Ấn Độ, tưởng niệm những tướng sĩ tử trận trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. Công trình được xây dựng tương tự Khải Hoàn Môn của Pháp, cửa cao 48,7m, rộng 21,3m, cửa vòm cao 42m. Đỉnh trên cùng có một chiếc đèn dầu lớn hình tròn với đường kính rộng 3,6m. Mỗi khi đến ngày lễ, chiếc đèn này lại được thắp lên. Trên cửa công trình khắc tên hơn 90.000 chiến sĩ đã hy sinh. Đến Ấn Độ, hầu như đoàn hành hương nào cũng không thể bỏ qua nơi này. Đó là Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, tọa lạc trên đường Shanbat, được thành lập vào năm 1949. Tại đây đang lưu giữ và trưng bày xá lợi của Đức Phật. Vào năm 1898, nhà khảo cổ học người Anh William Blaston Pepp đã phát hiện ra xá lợi Phật ở Ca Tỳ La Vệ, sau đó được khai quật
và tôn trí tại Viện Bảo tàng New Delhi, Ấn Độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, ngày hôm nay vào giờ này, đoàn xuống nguồn âm thanh 6, tất cả chư tăng, chư ni cũng như quý Phật tử đang đối trước xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và phần xá lợi này là do dòng của Đức Phật Thích Ca lưu giữ sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tại Kusinaga và trà tỳ xong, phân chia thành 8 phần xá lợi. Trong 8 phần đó có một phần dòng họ của Đức Phật Thích Ca lưu giữ và được chuyển về Ca Tỳ La Vệ 2, và nguyên nhân có Ca Tỳ La Vệ 1 hoặc Ca Tỳ La Vệ 2 thì chúng tôi sẽ thuyết trình sau. Và được dòng họ của Đức Phật Thích Ca lưu giữ nơi đó, xây tháp tôn thờ, và đến năm 1898 thì có những nhà khảo cổ tên là W. Poisi Popi đã khai quật lên và tìm thấy xá lợi của Đức Phật, thì trong đó thấy có 2 cái tráp đang hiện diện trước mặt chúng ta, thì có khắc ghi những dòng chữ: đây là phần xá lợi của Đức Phật Thích Ca trong 8 phần xá lợi sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đã trà tỳ và phân chia thành 8 phần. Trong một phần đó do dòng họ của Đức Phật Thích Ca xây tháp lưu giữ tôn thờ, và chính quyền của đất nước Ấn Độ đã di chuyển về Viện Bảo tàng New Delhi lưu giữ để cho tất cả mọi người đến đây chiêm bái thánh tích xá lợi của Đức Phật. Và ngày hôm nay còn của chúng ta có nhân duyên để đến nơi đây để chiêm bái thánh tích Đức Phật. Và đối với Đức Phật, phần xá lợi là phần rất là quan trọng. Tại vì trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì Đức Thế Tôn có phó chúc lại cho tất cả những vị đệ tử là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì nên trà tỳ xong, phân chia thành những phần xá lợi, xây tháp tôn thờ, mà đặc biệt nhất là tôn thờ nơi ngã tư đường để cho tất cả mọi người đi qua để nhìn thấy và nhớ lại và hình ảnh Đức Phật trong suốt cuộc đời Đức Phật trong 80 năm lưu trú nơi thế giới này, và những hình ảnh, những lời dạy Đức Phật để cho mọi người hướng dẫn để tu tập theo. Năm 1997, cộng đồng Phật giáo Thái Lan và các nghệ nhân Thái Lan đã làm một tháp mạ vàng mà trên đỉnh có 109 gam vàng để bày tỏ lòng tôn kính và thờ phượng xá lợi thật của Đức Phật. Nơi đây quý thầy cùng tất cả Phật tử đảnh lễ tháp xá lợi, tụng thời kinh và đi kinh hành quanh tháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bước sang ngày thứ hai của chuyến hành hương, sau khi dùng điểm tâm xong, đoàn đến phi trường New Delhi để đi đến Lucknow. Sau hơn một giờ đồng hồ bồng bềnh trên bầu trời xứ Ấn, chuyến bay từ từ hạ cánh. Lucknow là thủ phủ của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, với hơn 2 triệu rưỡi dân số. Vị trí lịch sử mang tên Awadh, một trung tâm đa văn hóa. Lucknow còn là thủ phủ hành chính của quận Lucknow và tỉnh Lucknow. Chúng ta đã từ Lucknow đi đến thành Xá Vệ, mà nơi năm xưa Đức Thế Tôn đã từng lưu trú nơi này một cái thời gian rất là dài trong cuộc đời của Đức Thế Tôn. Thế nên đại chúng bây giờ có thể khỏe rồi. Là nãy mình ăn xong rồi mình nghỉ được một giấc. Thì ngày hôm qua thì mặc dầu đoàn Mỹ đi qua bên này, nhưng vì chuyến đi của chúng ta không dừng lại, chúng ta không có thể nghỉ ngơi nhiều. Và đêm hôm thì chúng ta cũng dậy sớm. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi. Nhưng mà trên đoạn đường đi, thay vì hồi sáng lên xe với thầy sẽ sinh hoạt, nhưng vì sức khỏe của đoàn nên quý thầy không sinh hoạt. Vào giờ này có thể là mà chúng ta sinh hoạt những điều cần yếu. Tại vì trong suốt thời gian mà chúng ta đi thánh tích á, nếu mà tính từ Lucknow ngày hôm nay thì cái chiếc xe này giống như là cái nhà của chúng ta, trừ những cái trường hợp là buổi tối chúng ta ghé khách sạn chúng ta nghỉ ngơi thôi. Còn suốt trên đoạn đường đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, cũng như về tới nơi Đức Phật chuyển pháp luân, sau đó chúng ta mới rời chiếc xe này. Thế nên chiếc xe này giống như là cái nhà của chúng ta. Thì một ngôi nhà nhỏ nhưng mà có thể một hạnh phúc to. Thì trong suốt cái thời gian mà chúng ta lưu lại ở nơi tham quan thánh tích, thì nơi đây là một tiểu gia đình. Thế nên chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau và có thể chia sẻ những gì mình sống, mình tu. Thì đối với trong đoàn này thì có vài vị những năm trước đã có đi, chỉ ít thôi, còn đa phần thì quý Phật tử còn mới, có nghĩa là mới đi lần đầu, hoặc là có những vị đi với những cái đoàn khác. Thì riêng đoàn xuống mường tâm linh 6 được hiện hữu thì do thầy Nhuận Bình đứng ra tổ chức. Thì đối với cái việc mà đặt tên á, xuống nguồn tâm linh, xuống nguồn, thì đó là một cái dòng chảy. Còn tâm linh thì đời sống con người của chúng ta, Đức Phật dạy ở trong kinh, con người của chúng ta gồm có 4 món ăn. Cái món ăn thứ nhất á, là đoàn thực. Đoàn thực là, đoàn là gì? Là từng phần, những cái phần thức ăn, ví dụ như cơm hoặc là
xôi hoặc là rau muống chúng ta cắt từng đoạn bỏ vào trong miệng để chúng ta ăn và nuôi dưỡng cái thân tứ đại này, đó là nuôi về thân thể của chúng ta, đó là một phần thôi. Còn cái phần thứ hai á, Đức Phật dạy á, đó là súc thực. Súc thực là con mắt của chúng ta lúc nào nó cũng có đòi hỏi về cái việc thức ăn, và cái lỗ tai cũng vậy. Lỗ tai chúng ta lúc nào nó cũng muốn nghe những lời hay, ý đẹp bên đó. Và lỗ mũi của chúng ta thích ngửi những cái mùi thơm, thân thì thích xúc chạm những cái cảm giác êm. Bởi vậy, đối với đoàn hành hương thì quý thầy sẽ tổ chức cho quý Phật tử, ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ, đó là việc nuôi về cái thân. Bên cạnh đó, quý thầy cho quý Phật tử tiếp xúc với thánh tích. Những ngày chúng ta sẽ đi tiếp tục, đó là mình theo bước chân của Đức Phật và mình theo dấu chân của Đức Phật đã từng đi, thì học lại lịch sử của Đức Phật. Mình ôn lại những cái thời gian Đức Phật lưu trú nơi thế gian này và những lời dạy của Đức Phật như thế nào, để mình chiêm nghiệm, mình tiếp xúc với những thánh tích. Đó là cái món ăn thứ hai gọi là súc thực. Món ăn thứ ba là tư niệm thực. Khi mình tiếp xúc, khi mình nghe quý thầy giảng dạy hoặc là mình đọc ở trong kinh tạng, ngày hôm nay mình có cơ hội mình tiếp xúc, thì lúc đó mình nhớ nghĩ. Tư niệm thực là mình nhớ và mình suy nghĩ, nó lưu giữ ở trong đầu của chúng ta. Thì tiếp theo, lúc đó nó mới cho ra một món ăn tiếp nữa, là món ăn thứ tư gọi là thức thực. Thức là phân biệt, là nhận thức, nhận định đúng hay là sai. Đó là món ăn thứ tư. Mà nếu người con Phật, chúng ta phải có bốn món ăn này trong đời sống hàng ngày. Mà món ăn đầu tiên đó là món ăn về thể xác và những lời của Đức Phật dạy để mình sống trở về với nội tâm. Thì những lời dạy của Đức Phật nằm bàn bạc ở trong kinh, và ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ đến nơi đất Ấn Độ này, thì nó vẫn còn bàn bạc đời sống của người dân trong xã hội hiện tại bây giờ. Vì vậy, trong cái thời gian chuyến đi, quý thầy có thể sắp xếp giờ nào quý Phật tử chúng ta ăn, chúng ta ngủ nghỉ, và thời gian nào quý thầy sẽ cho quý Phật tử đến nơi thánh tích để chiêm bái, đảnh lễ, tụng kinh. Thời gian nào quý thầy sẽ thuyết giảng cho quý Phật tử nghe. Và trên đoạn đường đi này thì trong cái thời gian nó cũng hơn 10 ngày, nhưng cái thời gian sinh hoạt thì sẽ không có nhiều. Trong thời gian Đức Phật thuyết pháp và cuộc đời của Đức Phật, nếu tính theo năm truyền thì từ khi Đức Phật thành đạo đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là 45 năm, còn bắt truyền á, là 49 năm. Thì trong suốt thời gian, trong cái chuyến đi này, thì quý thầy sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử về lịch sử của Đức Phật và những điểm gì quan trọng. Nếu quý Phật tử có thắc mắc gì á, thì quý Phật tử hỏi, thì chúng tôi trong cái sự hiểu biết thì chúng tôi có thể giải đáp những cái thắc mắc đến quý Phật tử. Thì mong quý Phật tử hoan hỷ